Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, nhiều phụ nữ thường than thở rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Bởi lẽ, sau khi kết hôn, họ không còn thấy sự chiều chuộng, quan tâm của người đàn ông nữa. Nhưng đó không phải là tất cả. Bởi lẽ, có những người phụ nữ sau khi kết hôn thì số phận họ tốt hơn, được chồng cưng yêu và tôn trọng như bà Hoàng, tiền bạc xài thoải mái, không phải lo nghĩ gì. Theo tử vi con giáp, có ba con giáp nữ này sẽ hoàn toàn thay đổi sau khi lấy chồng, vì họ thực sự rất hợp với việc kết hôn. Cùng xem mình có phải là người nằm trong số ba con giáp may mắn ấy không nhé. Ba con giáp nữ được hưởng lộc từ chồng. Một, phụ nữ tuổi Ngọ. Các cô gái tuổi Ngọ tuy thông minh, tài trí hơn người, nhưng cuộc sống của họ cũng không hẳn là không có những vất vả và biến cố, nhất là thời tuổi trẻ. Các cô gái cầm tinh con ngựa thường phải gồng mình lên kiếm tiền, nai lưng hơn người mới hy vọng có được điều họ mong muốn. Con gái tuổi Ngọ cũng thường rất nặng gánh về chuyện tiền bạc, rất sợ hãi những ngày tháng thiếu thốn. Chính vì vậy mà trong họ lúc nào cũng hy vọng sẽ có được người đàn ông yêu thương và che chở mình, hết mình, quan tâm và có thể lo cho họ cuộc sống vật chất đủ đầy. Đó cũng chính là lý do các nàng tuổi Ngọ luôn kỹ càng trong việc chọn chồng. Và rồi khi lấy chồng, họ nhận được những điều người khác không ngờ tới. Người đàn ông mà các nàng tuổi Ngọ lấy làm chồng không là đại gia thì cũng là những người hết mực yêu thương vợ con, luôn coi vợ là bà Hoàng. Họ không tiếc vợ mình thứ gì, sẵn sàng vì vợ mà bỏ qua tất cả định kiến. Sau khi lấy chồng, nàng tuổi Ngọ hưởng trọn cuộc sống sung sướng, thoải mái, tiền bạc không phải lo nghĩ gì, tinh thần thì tuyệt đối vui sướng vì những khó khăn đã có chồng gánh vác. 2. Phụ nữ tuổi Sửu. Phụ nữ tuổi Sửu có suy nghĩ khá kiên định, có phần bảo thủ. Họ không đồng ý cho những sự phản bội trong hôn nhân. Với họ, trong tình cảm phải là sự chung thủy tuyệt đối. Do đó, họ luôn muốn sống để yêu chân thành và thủy chung nhất. Họ có trách nhiệm nhất trong những con giáp còn lại. Họ giữ đúng quy tắc của bản thân, luôn kiểm soát bản thân không bị lung lay, cám dỗ. Có phần hơi gò bó, không linh hoạt. Nhưng đây là cách họ giữ lòng thủy chung của mình. Vì thế, phụ nữ này luôn được chồng tin tưởng. Làm bao nhiêu tiền cũng giao cho cô ấy giữ và toàn quyền quyết định. 3. Phụ nữ tuổi Thân. Theo tử vi con giáp, các cô gái tuổi Thân vốn là người nhẹ nhàng tình cảm, luôn biết cách đối nhân, xử thế và chiều lòng người khác. Thế nên, trong các mối quan hệ xã giao, các nàng tuổi Thân rất được lòng người khác. Cô gái cầm tinh con Khỉ luôn biết cách quan tâm, yêu thương chiều chuộng, nhất là đối với đàn ông. Điều này khiến những người đàn ông đã yêu họ rồi thì không thể nào dứt ra được, chỉ muốn cả đời này cống hiến, hy sinh và chăm sóc cho người ấy. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, các cô nàng tuổi Thân được chồng yêu chiều như bà Hoàng. Tiền bạc không bao giờ là vấn đề khiến họ phải suy nghĩ. Và từ khi có tuổi Thân, anh ấy đã cố gắng phấn đấu nhiều hơn trước chỉ để mang lại cho vợ những thứ nàng muốn. Sau khi kết hôn, nàng tuổi Thân chỉ việc ngồi xung đùi hưởng phúc, mọi việc khác đã có chồng lo. 4. Phụ nữ tuổi Hợi. Tuổi Hợi vốn là những cô nàng ôn hòa, nhu mì, dịu dàng, nên luôn khiến đàn ông say như điếu đổ. Đã yêu nàng Hợi rồi thì yêu cả đời, say cả đời. Theo vào đó, tuổi Hợi đa phần là những người phụ nữ xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, là mẫu phụ nữ được nhiều đàn ông giàu có yêu mến. Thế nên, chỉ cần nàng Hợi muốn thì chọn một người đàn ông có tiền đồ là điều không khó khăn gì. Có thể khi chưa kết hôn, cô gái tuổi Hợi có phần vất vả, nhưng sau khi lấy chồng, những cô nàng cầm tinh con Heo không cần phải làm quá nhiều mà chỉ cần ngồi chơi, hưởng phúc. Thậm chí, nàng Hợi còn có thể dựa vào chồng để kiếm tiền và dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình, không cần phải nặng gánh kinh tế.
sau tuổi 35, tuổi Hợi tha hồ hưởng lộc, chỉ ngồi đếm tiền mà chồng dành cho họ. Một bước đi cũng được người khác nâng đỡ, không cần phải bận tâm lo lắng bất cứ điều gì. 6 đặc điểm của phụ nữ thường được chồng cưng chiều như báu vật, chọn đời an nhàn, sung sướng. Bạn thân mến, tất nhiên những thông tin về tử vi con giáp như trên chỉ mang tính chất tham khảo. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và có những điều chúng ta không thể biết trước được. Vì vậy, phụ nữ muốn sung sướng, được chồng yêu thì phải ít nhất phải đạt được những đặc điểm sau đây. 1. Biết cách làm đúng chồng. Là phụ nữ muốn được chồng yêu thương cưng chiều, bạn cần phải biết làm đúng. Làm đúng không phải là bóp họng khi nói chuyện, mà là biết cách cư xử, trò chuyện với chồng. Hãy nói chuyện làm sao để chồng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái nhất. Đàn ông không thích phụ nữ về nhà cư xử với chồng như cấp trên với cấp dưới, ăn nói sặc mùi ra lệnh. Nhưng nếu bạn biết cách nói chuyện nhỏ nhẹ, làm đúng với chồng, thì anh ấy chắc chắn sẽ yêu thích bạn hết mực. Dù sở hữu tính cách nào, đàn ông cũng sẽ cư xử thật mạnh mẽ, muốn bao bọc che chở cho người phụ nữ mà anh ấy yêu. Vì vậy hãy biết làm nũng khi ở bên anh ấy. 2. Nhẹ nhàng và ân cần. Tình yêu là sự tương hỗ. Nếu bạn đối xử tốt với anh ấy, thì anh ấy sẽ đối xử tốt với bạn. Muốn được chồng yêu, người phụ nữ phải dịu dàng, ân cần. Trước khi anh ấy đi công tác, bạn giúp anh ấy kiểm tra xem thời tiết ở đó thế nào và đóng gói hành lý. Khi anh ấy đi làm về, bạn chuẩn bị bữa cơm cho chồng. Thời tiết chuyển mùa, hãy lấy quần áo ấm từ tủ ra cho chồng. Thấy được những cử chỉ này, anh ấy sẽ xúc động và yêu bạn hơn đến muôn phần. Muốn anh ấy yêu chiều bạn, thì bạn hãy quan tâm anh ấy đúng cách. 3. Đừng bao giờ gây rắc rối. Một người đàn ông chẳng ai muốn phải cãi nhau, giận dỗi với vợ suốt ngày cả. Hai người cãi vã với nhau ngày nào là anh ấy cảm thấy mệt mỏi ngày ấy. Vì vậy, nếu không có chuyện gì quá hệ trọng, bạn đừng nên giận dỗi, cũng đừng gây rắc rối cho chồng. Hãy coi nhẹ mọi chuyện, không suy nghĩ đến mọi thứ quá nhiều để tập trung sống vui, sống hạnh phúc với chồng. Chuyện vợ chồng cãi vã, xích mích là chuyện bình thường, nhưng người vợ hay gây rắc rối một cách vô lý là khởi đầu của một cuộc hôn nhân thất bại. Như thế thì không có ông chồng nào cưng chiều bạn được. 4. Không quá phụ thuộc vào chồng. Sau khi kết hôn, người phụ nữ có thể dựa vào chồng, nhưng đừng quá dựa dẫm vào chồng. Bạn là người có tay chân linh hoạt và khả năng sinh tồn độc lập, thì bạn không nên là kẻ ngoan cố, chỉ biết sống bám vào chồng. Nếu bạn muốn được chồng yêu chiều, đừng phụ thuộc vào chồng quá nhiều, cũng đừng quản lý anh ấy quá chặt. Sự yếu đuối của phụ nữ có thể khiến đàn ông động lòng, nhưng nếu bạn tỏ ra quá phụ thuộc vào chồng, sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Khi đi làm, anh ấy đã quá mệt mỏi và áp lực. Khi về nhà, bạn không nên làm phiền anh ấy. Lâu dần, anh ấy sẽ coi bạn là gánh nặng và chỉ muốn rời xa bạn. 5. Nấu ăn ngon. Người ta nói rằng, đường đến trái tim của đàn ông là qua cái dạ dày. Phụ nữ muốn được chồng cưng chiều thì phải biết nấu ăn ngon và hiểu được tâm tư của chồng. Hãy tưởng tượng, nếu bạn không biết nấu ăn, khi chồng làm việc chăm chỉ bên ngoài hàng ngày và chỉ nhìn thấy bạn ăn trống rỗng hoặc ăn những món nhạt nhẽo, thì anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? 6. Thường xuyên khen chồng. Nếu bạn muốn được chồng ưu ái, bạn phải khen ngợi anh ta nhiều hơn. Dù chồng bạn có thành công hay thất bại, hãy khen ngợi và động viên những nỗ lực của chồng. Khi anh ấy mặc áo mới, bạn khen anh ấy đẹp trai. Khi anh ấy được tăng lương, bạn khen anh ấy có năng lực. Khi chồng giúp bạn việc nhà, bạn khen anh ấy siêng năng. Lời khen chẳng mất tiền mua, nhưng lại có tác động to lớn đến tâm trạng và cảm xúc của người chồng. Vì vậy, người vợ khôn ngoan đừng tiếc lời khen ngợi chồng nhé. Những nét tướng của người phụ nữ được cưng chiều. Các cụ thường có câu, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Có người lấy chồng được cưng chiều như trứng mỏng, còn có người lại bôn ba vất vả,
không được hưởng phúc. Nhân tướng học cho rằng, thông qua ngũ quan của mỗi người có thể đoán biết phần nào vận mệnh của chủ nhân sau khi kết hôn như thế nào. Sau đây là những nét tướng của phụ nữ thường được hưởng lộc từ chồng. 1. Phụ nữ trán cao, rộng. Cổ nhân cho rằng, những người phụ nữ sở hữu trán cao và rộng không chỉ thông minh và còn có số gả vào hào môn. Tướng trán này tượng trưng cho sự cao quý, tính tình phóng khoáng, biết nhìn xa trông rộng. Đặc biệt có khả năng giao tiếp khá tốt, có thể hỗ trợ công việc của chồng một cách hiệu quả. Nhân tướng học đánh giá rất cao về tướng phụ nữ trán cao, rộng và là mẫu người điển hình cho tướng vượng phu ích tử. Những người phụ nữ này vừa biết chiều chồng, chiều con, lại hiếu thảo cha mẹ, vì thế mà được chồng rất cưng chiều. Những người phụ nữ mang tướng vượng phu ích tử này khi lấy chồng sẽ sớm sinh quý tử, đem lại nhiều may mắn cho chồng trong công việc, sự nghiệp cũng như cuộc sống. 2. Đôi mắt đẹp, thanh tú, mắt to, tròn và có thần. Người phụ nữ được coi là có tướng, được cưng chiều, đa số sở hữu đôi mắt đẹp, thanh tú, mắt to, tròn và có thần. Nếu kết hợp thêm lông mày dài, mi cong, thì được coi là tướng đại phú quý. Họ là người luôn suôn sẻ và may mắn trong đường tình cảm. Ánh mắt có thể hút hồn đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây được coi là mắt của những người phụ nữ có tướng được cưng chiều, chồng con gia đình đều yêu chiều, quý mến. 3. Mũi cao, sống mũi đầy đặn, thẳng. Trong nhân tướng, mũi tượng trưng cho tiền tài của mỗi người, kể cả nam hay nữ, mũi đều được coi là kho tiền. Phụ nữ có tướng mũi cao, sống mũi đầy đặn, thẳng, không bị gồ lên, đầu mũi tròn trịa, hai cánh mũi mở rộng và cân xứng, lỗ mũi không bị lộ, đa số đều lấy được chồng tốt, cương chiều hết mực, có thể hưởng được của cải của chồng, hay nói đơn giản là có số lấy được chồng giàu, hưởng giàu sang phú quý. 4. Cằm tròn trịa, đầy đặn, không quá nhọn, lẹm hoặc vát. Cằm của mỗi người, kể cả đàn ông hay phụ nữ, là nơi thể hiện rõ nhất hậu vận của người phụ nữ. Tướng cằm của người phụ nữ được xem là tốt nếu cằm tròn trịa, đầy đặn, cằm không quá nhọn, lẹm hoặc vát. Nhân tướng học chỉ ra chủ nhân của chiếc cằm này thường có hậu vận tốt đẹp, gia đình hạnh phúc viên mãn, chồng con yêu chiều. Càng về già càng được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý và an nhàn. Bạn thân mến, trên đây là cách nhận diện đặc điểm của phụ nữ được hưởng lộc từ chồng sau khi kết hôn. Tuy nhiên, trên đây chỉ là những gợi ý mang tính chất tham khảo, được đúc kết lại qua nhiều năm, do đó không thể đúng hoàn toàn 100%. Thực tế, người phụ nữ thông minh khôn khéo, đối nội đối ngoại, biết chiều chồng, khéo chăm con, thì chắc chắn sẽ có được hôn nhân tốt đẹp. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.